Sáng 24 tháng 3, hàng chục tiểu thương chợ Đà Lạt hốt hoảng khi chợ Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng phát hỏa dữ dội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại sạp bán vải số 78-79, khu A, lầu 1 chợ Đà Lạt. Các tiểu thương cho biết phát hiện mùi khét và thấy khói bốc lên tại sạp vải này nên đã báo cho ban quản lý chợ. Lực lượng bảo vệ chợ Đà Lạt và các chủ sạp lân cận đã nhanh chóng phá cửa quầy, di chuyển hàng hóa ra khỏi sạp rồi dùng bình chữa cháy mini, vòi nước tại chỗ khống chế kịp thời ngọn lửa, không để cháy lan sang các sạp bên cạnh. Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 Đà Lạt đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Rất may, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.